cảm thấy năm vừa qua thì mọi người đều gặp khó khăn đấy, và các bé đều phải ở nhà học, thì chị hy vọng là năm sau dịch bệnh sẽ qua đi để cho các con có thể đến trường và mọi người có thể tiếp tục công việc làm, kinh tế sẽ ổn định hơn. De hecho, es un animal de las artes marciales, significa fuerza, potencia y líder, digamos. Y como cada uno maneja su energía para salir como de tantos tiempos de pandemia y salir con todas la creatividad, las ganas, las constancias. It's just—it's really exciting, and it's also just really heartwarming, and it's long overdue. I think people are really just excited and can't wait for, you know, life to come back to normal. So, in a way, this is hopefully a kickoff for that, for some normalcy. And of course, Chinese New Year, Lunar New Year is a time for celebration and gratitude. So, for your family and all your loved ones, and for you know, hopes. Hopes and wishes for a better new year. Nosotros traemos a nuestros animalitos en la ciudad, pues a las mascotas. En general, en la República, donde hay gente que tiene animalitos para el trabajo del campo, pues llevan también burritos, caballos, las yuntas, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Pues para que haya una bendición de parte de Dios hacia los animalitos.